Cảnh này thật quen thuộc. Dạy con học tập đếm, người mẹ bất lực trước câu trả lời vững như kiềng ba chân của bé gái. Ba. Là còn mấy quả nho? 3 quả. Đúng rồi, thì qua cái quần này. 1, 2, 3, 4. Là còn mấy cái quần? 3 quần. Sao lại 3 cái quần? Hả? Con đếm được mấy cái quần? Đếm lại. 1, 2, 3, 4. Là còn mấy cái quần? 3 quần. Sao lại 3 cái quần? Hả? Con đếm được tổng cộng mấy cái quần? Lại. 1, 2, 3, 4. Là tổng cộng mấy cái quần? 4 cái quần. Nhớ chưa? Lại. 1, 2, 3, 4. Là mấy? 5 ở đâu ra? Lại. Đếm nhìn tay mẹ nè. 1, 2, 3, 4. Là mấy cái quần? 2 quần. Lại 2 quần. Thế bây giờ mẹ